không biết phải nói làm sao. Buổi sáng con tôi đi học, buổi chiều nó về, nó thấy cái đầu không còn miếng tóc đâu hết. Thì nó nhìn nó chừng hững, nó hỏi tóc đâu rồi. Vị khán giả này hỏi là: tôi 43 tuổi mới phát hiện bị ung thư vú, hiện con tôi đang ở tuổi dậy thì, tôi không biết có nên cho con tôi biết tình trạng bệnh của mình không? Nếu chia sẻ, tôi nên bắt đầu từ đâu? Với câu hỏi này chắc là xin được nhờ chị Lan giải đáp cho bạn. Nó tương tự y chang như tâm trạng của mình lúc mình mới vừa bệnh ung thư. Lúc đó mình không có muốn đem cái sự buồn phiền cho con mình. Lúc đó tôi giấu. Tôi tự đi đến bệnh viện, rồi tôi về tôi tự chăm sóc bản thân. Nhưng mà hai đứa con tôi nó thấy lạ quá. Lúc đó tôi chưa có chuẩn bị tinh thần để chia sẻ, tại vì không biết phải chia sẻ làm sao. Cho đến lúc một ngày, buổi sáng con tôi đi học, buổi chiều nó về, nó thấy cái đầu không còn miếng tóc nào hết. Lúc đó là tôi cạo đầu ra đó. Thì nó nhìn nó chừng hững, nó hỏi tóc đâu rồi. Đó tôi mới nói chứ à, ăn cơm đi, ăn cơm rồi lắm. Má nói cho con nghe. Ăn xong rồi mình rớm rớm nước mắt. Mình không biết phải nói làm sao. Tại vì bây giờ á, mình nói nó ra đã mình một bản thân mình buồn rồi. Bây giờ mình nói ra nó sẽ bị suy sụp. Thì nó thấy, nó hỏi là má bị cái gì? Có phải má bị ung thư không? Con nít bây giờ á, nó rất là thông minh, tại vì nó search trên Google, trên mạng. Nó thấy hiện tượng ói, rồi tóc không còn, là nó nghi ngờ. Sau đó mình mới gật đầu, mình nói là đúng rồi. Đứa con gái thì khóc òa lên. Con không muốn má chết, con không muốn má chết. Còn con trai á, thì nó bản lĩnh hơn, nó chỉ gật đầu xuống. Tại sao bây giờ mới nói? Thì lúc đó mình mới vuốt về mình nói: tụi con đừng có lo, má sẽ cố gắng, má sống sót để nuôi tụi con. Thì tôi nghĩ cái chia sẻ trước sau gì cũng con đâu phải biết à. Nhưng mà có những lúc đến cái thời cơ thì không giấu được thì phải nói thôi. Buồn lắm, con mình nó suy sụp à. Thì tôi khuyên cái chị mà bị ung thư vú á, lựa cái lúc mà thời cơ hoặc là cái nhân dịp nào đó phải nói. Tại con nó bây giờ nó nhạy lắm, không thể giấu được. Mà nhiều khi nói xong á, chia sẻ xong á, thì con mình nó sẽ đồng hành với mình. Mà khi đồng hành thì cái người bệnh và gia đình của người bệnh sẽ lạc quan hơn, sẽ cùng tại nhau chiến đấu với ung thư. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị. Và đó thật sự là một lời khuyên có thể nói là rất là hữu ích. Dù là khó nhưng mà các bệnh nhân ung thư hãy cố gắng nói ra với gia đình của mình. Và biết đâu đó thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Và chúng ta cũng có được thêm một người và có được các thành viên trong gia đình của mình đồng hành cùng với mình trong quá trình điều trị bệnh.